Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kỳ Tứ Đạt của em. Trong cái video này, chia sẻ với quý khán giả một cái thông tin rất quan trọng xoay quanh câu chuyện của chị Hằng mà em mới vừa phát hiện được. Và cái nhân vật chính chúng ta nhắc đến trong cái video này chính là chủ kênh YouTube Nguyễn Sơn An Giang. Thằng này thì nhìn nó y như là một cái thằng nghiện vậy đó. Nó mặc cái chiếc áo 7 màu và nó ngồi gốc cây. Và gần đây thì nó thường xuyên lên rất nhiều những cái đoạn video để tấn công công kích vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng để binh vực cho ông Minh Tệ. Kính thưa tất cả quý khán giả, tối qua sau cái livestream trực tiếp trên kênh YouTube Kiệt Tướng Đạt đó, thì tầm có khoảng 12 giờ 1 giờ đêm có 3-4 vị khán giả thân thích trên kênh có điện và có nhắn tin cho em hỏi thăm cái danh sách mà chị Hằng tố cáo một số các kênh YouTuber đó là tầm có khoảng bao nhiêu kênh và tố cáo kênh nào. Thì em cũng xin thưa thật với quý khán giả luôn, tố cáo là có, chắc chắn là một cái danh sách rất là dài, nhưng còn cái tên tuổi nào, cái nhân vật nào thì em sẽ không công bố cho quý khán giả biết, vì có thể là em nói nó còn thiếu sót hoặc là nó dư thừa. Đặt thí dụ em nói cái nhân vật này là chị Hằng không có tố, nhưng mà cuối cùng thì chị Hằng tố thì em mất cái uy tín của mình. Và cái nhân vật mà chị Hằng đang tố á, thì em nói không thì nó cũng hơi khó lòng. Cho nên em xin thông tin cụ thể với quý khán giả rằng là cái việc tố cáo YouTuber và các trang fanpage và một số các kênh TikTok đó, lớn đó, là chắc chắn là có. Em khẳng định và em chắc chắn 100% với quý khán giả là chị Hằng có làm đơn tố cáo. Và có vài người đề cập đến chủ kênh YouTube là Nguyễn Sơn An Giang. Nhân vật này thì em cũng ít nhắc đến lắm. Vào cái thời điểm em đi lên Đại Nam đó, em đi dọc đường em có làm một cái đoạn video clip là em phản biện cái nhân vật này. Nhưng mà mình cũng nói chưa hết cái câu chuyện. Nhưng tối qua thì vô tình em vào đây để xem cái kênh YouTube Nguyễn Sơn có nói về cái chủ đề của chị Hằng hay không. Và Nguyễn Sơn An Giang lấy cái hình ảnh của một người phụ nữ nào đó rồi chỉnh sửa minh họa ra cho rằng là người đó là chị Hằng để lên đặt cái ảnh thumbnail. Và Nguyễn Sơn này là cũng có thằng rất là lương lẹo lưu manh, đệ tử của thằng Hoàng Duy Hùng với cô Ninh Lan, là nó thường là như vậy. Nó mã quá cái tên ra, nó kêu bằng chị Hai ở Bình Dương. Nhưng mà đồng ý là cái câu chuyện chia sẻ đó thì tất cả mọi thứ ai cũng đều biết là nó đang đả kích vào phía bà Nguyễn Phương Hằng. Và có hỏi là em hỏi em là chị Hằng có tố cáo đó không? Theo em nghĩ là có. Tại vì em cũng có nhắn gửi khán giả, em có nhắn cho những người khác, chứ còn nhân viên của Đại Nam thì em không có liên hệ với bất cứ một ai nha. Cái đó mình nói rõ cả là như vậy. Và qua cái câu chuyện drama đầu tiên chị Hằng bị ảnh hưởng về vấn đề pháp lý đó, thì bên Đại Nam người ta cũng rất là thận trọng. Và hơn nữa, cá nhân em làm sai hay là em làm cái gì đó là em sẵn sàng chịu trách nhiệm, không có ai thuê mướn hay là không có làm theo một cái sự chỉ dẫn xúi dục của ai. Mình hơn 40 tuổi rồi thì chắc chắn mình nhận thức ở ngoài đường đó, mình phải biết cái nào đúng, cái nào sai và cái hiện tượng trên mạng xã hội như thế nào. Chúng ta có thể chọn một nơi đúng đắn để chúng ta ủng hộ và chúng ta luôn giữ gìn cái chân thiện mỹ, cái giá trị của xã hội. Ai làm việc có ích cho xã hội thì chúng ta ủng hộ. Còn những cái người mà đi phá làng, phá xóm, phá giáo hội Phật giáo Việt Nam và phá những cái tổ chức, cơ quan chức năng nhà nước ảnh hưởng đến sự trực tiếp, đến cái sự an nguy của quốc gia thì tôi là hoàn toàn tôi lên án. Về việc tu tập thì chính phủ nhà nước luôn ca ngợi, luôn ủng hộ, luôn tạo mọi điều kiện cho tăng ni, Phật tử, chùa chiền và tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Cái minh chứng là đất nước Việt Nam của chúng ta là đa tôn giáo, rất nhiều tôn giáo và chính phủ nhà nước rất là quan tâm, thăm hỏi và động viên chúc Tết hàng năm, không có bỏ qua bất cứ một tôn giáo nào, thì cho thấy chính phủ nhà nước luôn rất là xem trọng. Và các tăng đoàn, tăng ni, Phật tử trong chùa chiền, kể cả đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, vân vân, thì chính phủ nhà nước đều lắng nghe và đều xem trọng và luôn tạo mọi điều kiện để cho tu tập. Còn về việc mà tu mà đi quậy phá xã hội, phá làng, phá xóm, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng ni, Phật tử, chùa chiền, ảnh hưởng đến giáo hội, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì chắc chắn rằng tôi không bao giờ ủng hộ. Còn trong giáo hội, không riêng là giáo hội mà bất cứ một nơi nào, một công ty doanh nghiệp hay là một tổ chức hay là một đâu đó cũng đều có cái vấn đề sai phạm. Và người ta luôn hàng ngày, hàng giờ đấu tranh
để loại bỏ những con sâu làm đầu nồi canh, thì cho thấy chính phủ nhà nước người ta rất là xem trọng. Không vì ông Trăng Quang, ông Nhận Đức, ông Thái Minh, ông Vũ Chánh hay là ông nào đó vân vân mà chúng ta có thể đả kích tất cả những giáo hội Phật giáo Việt Nam, hủy bỏ đi cái truyền thống dân tộc của bên công lao đóng góp của giáo hội, thì đó là chúng ta hoàn toàn chúng ta lên án kịch liệt về cái hành động đó. Rồi quay trở lại trực tiếp với cái chủ đề là kênh YouTube Nguyễn Sơn An Giang, thì quý khán giả thấy thằng này y như là một cái thằng nghiện, không khác gì thằng nghiện chân á. Tôi An Giang này giờ tôi muốn tìm này 30 giây à, tìm nó chỉ 30 giây thôi, nhưng mà tôi tìm để làm cái gì? Một số khán giả kêu tôi tìm Nam Gâu nè, kêu tôi tìm thằng Nguyễn Sơn An Giang nè. Bây giờ tôi hỏi quý khán giả, tôi tìm mấy này để tôi làm cái gì? Theo tôi hỏi quý khán giả đó, quý khán giả trả lời đi. Nếu như mà xảy ra tác động vật lý đó, thì nay giặt móng chó cũng le lưỡi. Cỡ thằng Nguyễn Sơn An Giang, thí dụ tôi tình cờ tôi gặp nó ngoài đường đó, tôi vũ nó chỉ có 3 nốt nhạc à. Rồi đó giờ nằm chạy bài đó, tôi vô tù tôi ngồi. Đúng không? Hoặc là tôi tấn công nó có dao, có gì trong người, nó bụp lên tôi, thì tôi vô bệnh viện nằm, nó vô tù. Vậy thôi. Chúng ta đâu có muốn cái hành động đó. Chúng ta phản biện tranh luận bằng cái cách văn minh lịch sự, bằng cái cách ứng xử của con người. Chúng ta phản biện văn minh, luật pháp cho phép chúng ta tự do ngôn luận. Chúng ta không thể nào quậy quạng được, không có làm những cái điều đó. Đừng có lưu manh giống mấy thằng con cháu của Hoàng Duy Hùng đào tạo ra, như là thằng người Bạc Liêu rồi nè, đòi chi cùng tôi đến nhà này kia cái đỏ, hay là Phan Phong rồi tìm tôi đó. Đừng có lưu manh giống cái đó, nó không có hay. Chứ Nguyễn Sơn An Giang tôi tìm nó 30 giây chứ nhiêu. Dòng ở đây mà không biết, tôi ở đây tôi hỏi cái 30 giây tôi tới nhà nó rồi, mà tới để làm cái gì? Đòi hỏi tới để làm cái gì? Cái đó mới là cái vấn đề quan trọng đó. Chúng ta phản biện văn minh ha, văn minh lịch sự, ôn hòa. Thì quý khán giả biết là lúc bà Nguyễn Phương Hằng mà chưa gặp nạn đó, tất cả những cái nhân vật bên kia đều lấy những cái thông tin để phản biện, để xuyên tạc vu khống vào gia đình của bà Hằng đó, là cho rằng là Đại Nam thiếu nợ nè, Đại Nam cướp đất nè, Đại Nam trốn thế nè, khu du lịch Đại Nam sang tên đổi chủ nè, bà Hằng cồn cụ nè, đeo kim cương giả, xe giả, nhà bị siết nợ nè, đủ thứ thành phần hết trơn. Rồi bà Hằng mê trai cấm sừng rồi đó, họ bịa ra tùm lum hết. Nhưng mà quý khán giả biết là cái thông tin nó xuất phát từ đâu? Từ chính cái miệng ông Trần Văn Sĩ, đúng không? Thông tin đó là chính cái miệng ông Sĩ nói ra. Ông Sĩ nói là nợ hơn 12.000 tỷ. Nhưng mà tôi nhắc lại đây là thông tin chưa kiểm chứng nha quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông Sĩ cũng 2 năm. Hàng Ni thì đưa thông tin đời tư cá nhân bà Hàng cũng 18 tháng. Nhưng mà con Đinh Lan là cái con mà quý khán giả đang rất là quan tâm. Đến thời điểm này cái lý do tại sao mà nó không gặp rắc rối về vấn đề pháp lý. Mặc dù là Hàng Ni người ta nói chuyện có 2 câu nói thôi. Có 4 câu nói thôi. Nói chuyện về bà Hằng á, có 4 câu thôi. Một cái video mà có 4 cái phát ngôn về bà Hằng. Mà nó bị là 18 tháng rồi. Mà con Đinh Lan thì nó nói hơn 3 năm rồi. Đâu có ai làm gì nó đâu. Cho nên tạo lên một cái làn sóng bức xúc không hề đơn giản. Rồi bây giờ quý khán giả xem một số các đối tượng mà trước kia đó lấy thông tin từ 2 cái nhân vật lịch sử nhà báo đó đó, bây giờ là đi về đâu? Có đứa nào dám nhúc nhích không? Khi bị thể tố bắt tạm giam đó, đâu đứa nào dám nhúc nhích đâu. Rồi bây giờ là cái sự trỗi dậy của Hoàng Duy Hùng. Hồi lúc trước thì có con Thanh Trần đó, rồi bây giờ là Hoàng Duy Hùng và cái con bán ngũ đình ở Gò Vấp á. Cái con đó thì đăng liên tục đòi đưa đơn vô kêu là tạm quản xuất cảnh bà Hằng lại, và khẳng định bà Hằng sẽ tiếp tục trở lại trại giam. Có ai gan hơn nó không? Thế gian là tôi chưa thấy ai gan nó chứ. Người ta chửi có mấy câu nói người ta vô tù rồi, còn nó chửi quanh năm suốt tháng, chửi hơn 3 năm rồi. Nhưng một số người ta hỏi bà Hằng á, có tốt Đinh Lan không? Bà Hằng bà nói bà ở tù rồi, bà biết cực khổ trong tù, rất là cực khổ, rất là khổ sở, cho nên bà không muốn ai phải vào đó. Chứ quý khán giả nhớ cái câu nói của bà Hằng không? Nghe câu nói đó biết rằng là chị Hằng là một người có nhân đạo. Nhưng mà những người đấu tranh trong câu chuyện drama này thì người ta cảm thấy rất là bất mãn. Tại vì trong suốt cái quá trình mà chị Hằng đi du lịch đó, thì hầu như là tất cả người, những người mà yêu thương chị Hằng đó, là cái cảm xúc người ta khó chịu lắm. Thậm chí người ta còn kéo đến nhà đó nữa, người ta tức đó. Với cái luận điệu mà nó tung ra thông tin bậy bạ xuyên tạc đó. Nhưng mà bây giờ lại có những kênh YouTube lại tiếp tục lấy thông tin của cái con bán thụ đình ở Gò Vấp để đăng lên và để tuyên truyền ra những cái thông tin bậy bạ để công kích vào gia đình của bà Hằng.
nhưng mà đi lấy thông tin từ cái con bác thụ đình, và cái con đó là trốn trong nhà, nó nói nó trốn trong nhà mấy năm nay rồi. Thậm chí tôi chạy lên chạy xuống Đại Nam Hà Gầm mà cái mối quan hệ của anh em đồ này kia ngoài bên ngoài cũng nhóc chứ, thì có những người người ta đang làm ăn chung với anh Dũng chị Hằng đó, người ta còn nói thông tin tôi gặp anh Dũng buổi sáng, gặp anh Dũng buổi chiều, hoặc là gặp chị Hằng này kia, người ta cũng nói cho mình nghe đó để mình vui chứ không gì chứ. Không lẽ người ta nói sáng này anh lên anh gặp anh Dũng ở công ty, thì tôi chạy lên mạng tôi la lên cái ông anh tôi mới gặp anh Dũng ở công ty, đúng không? Tôi đâu có nói, nhưng mà tôi biết họ an toàn là tôi biết được rồi. Tôi chỉ biết anh Dũng và chị Hằng vẫn vui vẻ, vẫn đi làm việc, vẫn đến công ty. Tôi biết bao nhiêu thôi, tôi không cần biết nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì những thành phần xuyên tạc vu khống này nó bị ra rất là nhiều thứ luôn. Nó ngồi nhà không nó trốn mấy năm trời làm sao nó biết, đúng không? Rồi bây giờ tôi mời quý khán giả nghe cái thằng Nguyễn Sơn An Giang nó nói nha, để xem cái bà Hằng có đủ căn cứ để tố nó không nha. Thì hôm nay Sơn xin là tiếp tục quay lại đây để chia sẻ cho nhà của mình một cái thông tin phải nói cực kỳ nóng liên quan đến vấn đề của chị Hai nha cả nhà. Thì hôm nay là chị Hai lại tiếp tục được lên truyền hình nữa rồi. Có thể nói là đáng chúc mừng luôn cả nhà, đáng chúc mừng. Bà Hằng được lên truyền hình nè, nó nói bà Hằng hôm nay là được lên truyền hình này, để coi truyền hình gì nha. Cách đây 2-3 hôm đó thì báo chí cũng đã lên bài nói về các buổi livestream của chị Hai. Hôm nay thì chị Hai đã được nhắc tên trên sóng truyền hình, mà đài này chính là đài của nhà nước nha, chứ không phải là đài của YouTuber đâu. Và cái thông tin thứ hai mà Sơn muốn chia sẻ cho bà nhà của mình á, đây là một cái sự việc nó liên quan đến tình hình của chị Hai rất lớn. Mấy hôm nay thì cái thanh áo xanh á cũng đã có mặt tại công ty của chị Hai, nhưng mà thấy chưa, quý khán giả thấy chưa, mấy hôm nay mấy anh áo xanh cũng có mặt tại công ty của chị Hai. Cái thằng Nguyễn Sơn này cũng là một cái thằng lưu manh nâng cấp đó nè, thằng này nè miệng mồm rất là lương lẹo, thấy không? Cái việc mà các chiến sĩ công an đi vào Đại Nam để kiểm tra gì đó, hành thủ tục hành chính khách sạn gì đó, lưu trú rồi này kia đó, mà tụi nó bị ra khủng khiếp không, thấy không? Công ty doanh nghiệp người ta mà như vậy nè, mọi nhất cử nhất động mà như vậy nè, rồi quý khán giả nghĩ xem làm ăn được không? Theo quý khán giả nghĩ đó, kinh doanh có lợi nhuận không, làm ăn phát triển nổi không? Tôi chẳng những tôi hỏi quý khán giả mà tôi hỏi luôn cơ quan chức năng luôn, tôi hỏi luôn cơ quan chức năng luôn, thí dụ công an tỉnh Bình Dương hoặc là công an thành phố Hồ Chí Minh đó, công ty doanh nghiệp mà bị đánh phá như vậy hoài mà phát triển nổi không? Tôi hỏi bao nhiêu thôi, không riêng tôi khó chịu mà cả gia đình tôi và cả người thân bạn bè của tôi cũng vậy đó. Người ta bức xúc lắm, người ta nói không biết lý do tại sao mà bà Hằng mà tố cáo cái kiểu gì, thậm chí là con bà Hằng luôn đó không biết tố cái kiểu gì, mà cái tỷ lệ chửi bới càng ngày trên mạng càng tăng lên, không có giảm bất cứ một kênh nào hết. Đấy, quý khán giả thấy khó chịu không? Rồi nói tiếp đi. Nhưng mà đa số là mạng xã hội chỉ biết rằng đó là Man Áo Xanh ở đó thôi, nhưng mà không biết là họ đến đó để làm cái gì. Đi đến nó biết làm gì không? Đi đến nó lại làm việc mấy cái đơn bà Hằng mà tố cáo á, mà tố cáo trong danh sách tố cáo có mày nữa, có mày nữa, kênh YouTube là Chiến Đồng Tháp nữa, Chiến Đồng Tháp rồi đây đó Cần Thơ. Tôi không nhắc nha, tôi không nhắc nha quý khán giả, tôi không nhắc nha, tôi nói sơ sơ thôi, tôi không nói nhiều nha. Chủ kênh YouTube đi lụm nhặt những cái đoạn video ở đâu về để đăng lên để cho người ta chửi bà Hằng thì dính luôn, quý khán giả có tin không? Dính luôn. Quý khán giả còn nhớ Trấn Thành nó dắt hai luật sư không? Hai luật sư đến nhà hai con bé kêu cầu xin lỗi không? Quý khán giả chắc còn nhớ cái video đó đúng không? Thì sau này là cái bài học cho mấy đứa này nè. Thì hôm nay chị Đinh Thị Lan là một đối thủ đó, rất là cho bằng là mạnh, một đối thủ của mình. Thấy không? Đây lấy bài của Đinh Lan ha. Là một đối thủ rất là cho bằng là mạnh, một đối thủ phải nói rằng là ngang tài ngang sức đối với chị Hai luôn. Mày suy nghĩ sao ngang tài ngang sức? Một cái con ở nhà thuê nhà mướn ăn mì gói, trốn cho chui trốn nhủi trong nhà không à, mà ngang tài ngang sức. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá, tao nói cho mày nghe, chẳng qua mà Hằng mà từ bi bắt cái rồi, mà không muốn tố cho nó đi tù đó, nhưng mà càng lúc nó càng nặng rồi, giọt nước tràn ly rồi, buộc bà Hằng bảo phải tố. Rồi quý khán giả xem, để tôi nói nó trụ dữ lắm, đây tới Noel nè, tụi bay cứ lấy bài đó đọc nhiều nhiều vô, rồi đọc bài đi. Bà chiến đấu với chị Hai là 3 năm qua rồi, nhưng mà vẫn chưa có hồi kết. Mà cái người mà nhận kết thảm hại đó vẫn là chị Hai. Có rất là nhiều người lên công kích chửi bới chị Lan này kia kia đó, nhưng mà cuối cùng cái người mà nhận hậu quả vẫn là chị Hai. Đi nghỉ mát là 2 năm 6 tháng. Đó, thấy không? Những cái người mà YouTube bên chị Hai á, lúc nào cũng tỏ ra chị Hai mình giỏi, chị Hai mình tài, muốn chửi bới người này chửi bới người kia thì tha hồ cứ chửi. Còn mấy
cái người mà định bợ, những cái kẻ mà bưng bô đó, thì lúc nào cũng tung hô cho hai mình đó, là mày định những YouTube định bợ bưng bô. Nói cho mày nghe, bưng bô cho những người làm việc ích cho xã hội á, những người đó chúng ta nên bưng bô cho họ giúp. Con người ai cũng có đúng có sai chứ á, con người không ai đúng hết mà không ai sai hết. Bà Hằng bà phát ngôn thôi, bà chưa có hại ai chứ á, chưa có ai chết vì bà Hằng chứ á, đúng không? Nhưng mà có người chết về thầy mày rồi đó, thấy chưa? Có người chết về Võ Hoàng Yên rồi đó, đúng không? Còn chưa đâu, còn nhiều lắm, rồi còn bị lừa đảo ăn trộm ăn cắp nữa, đủ thứ chứ á, mất tiền mất bạc tan nhà nát cửa nó đủ thứ chứ. Còn bà Hằng đâu có làm gì ai đâu, bà Hằng chỉ giúp con mà đâu có hại ai đâu. Có thể là khẩu xà nhưng mà tâm Phật, cho nên người ta mới bưng bô. Còn bưng bô cái loại mày bưng bô sao biết chung ra gốc cây trốn không à. Nói chuyện sao ra gốc cây không không hiểu nổi. À cô tao mày đánh nó này kia. Ừ. Nhưng mà thực tế ra mình nhận xét công tâm á, thì người nào mà chia sẻ đúng với là quy định của pháp luật thì người đó mới được là công nhận là giỏi là tài được, đúng không? Còn người nào chia sẻ đúng theo quy định của pháp luật mới là giỏi mới là tài ha. Đinh Lan là chia sẻ đúng quy định pháp luật đó nha, nghe nè quý khán giả nghe nha. Một cái người mà chia sẻ những cái điều mà vi phạm pháp luật, vi phạm vào những cái điều mà nhà nước cấm kỵ, thì cái người đó giỏi chỗ nào, là tài chỗ nào và định nó chỗ nào, đúng không? Ở đây là mình nhận xét công tâm, mình không có là công kích thầy chửi bới. Bởi vậy á, con người dốt nát như mày á thì làm sao biết, nhìn cái mặt mày thôi tao hiểu cái trình độ mày tới đâu rồi. Cái nghị định 93 đó, thủ tướng chính phủ ra nó kêu gọi quyên góp tiền từ thiện đó, quy tắc ứng xử trên không gian mạng đó. Bà Hằng bà không chiến thắng một mình mày, nhưng mà bà chiến thắng được trong lòng của người dân, hiểu chưa? Bà Hằng bà đâu cần chiến thắng mày, nhưng mà bà cần mày thuyết phục đó, chiến thắng trong lòng của người dân, chứ không phải cần chiến thắng mình anh mày. Cái nghị định 93 ra đời là để đời đời luôn đó, từ đây sau tiền từ thiện đâu có đi ăn trộm ăn cắp được nữa, đúng không? Lộn thằng y thằng thánh nè, bắt ma bắt quỷ nè, rồi quảng cáo bịch bợm gió trá nè, đủ thứ chứ á. Mà thằng mấy thằng này mấy thằng dốt nó nhìn đâu có ra, quý khán giả nhìn không ra. Thì 3 năm qua chị Đinh Thị Lan đã làm được cái điều đó. Ừ, ghê ha. Chị Đinh Thị Lan bị người ta chửi bới công kích rất là nhiều, đặc biệt là những youtuber bên đó. Nhưng mà 3 năm qua rồi họ vu khống, họ xuyên tạc cho chị Đinh Thị Lan, cuối cùng họ làm được cái gì đâu, đúng không? Đâu có ai làm gì được đâu. Chị Lan của mày trốn trong nhà không sao làm, ra ngoài đường đi thử coi biết tao làm hay không. Trốn trong nhà không à, không có dám ra. Rồi để từ từ có làm được hay không thì mày biết. Mày nhớ nha, mày nói mày nhớ. Video mày tao lưu rồi, mà tao nói cho mày biết luôn, để mày chuẩn bị cái tinh thần. Chẳng những tao lưu, nhân viên của bà Hằng lưu hết, luật sư của bà Hằng lưu hết. Tao nói cho mày nghe để chuẩn bị tinh thần đó. Nhiều khi quý khán giả thấy tôi nói chuyện gỡ gỡ chơi gì đó, nhưng mà nó có thật đó. Bây giờ là bà Hằng mới làm đó, không phải như lúc trước đâu. Họ không làm được gì, nhưng mà cái kết quả mình đó là mấy youtuber đã dính vào hình sự rồi. Thậm chí chị Hai cũng đã dính vào hình sự luôn. Youtuber dính vào hình sự là youtuber nóng tính. Tại đi đến á, đi đến nhà của con nhỏ đó đó, là ông Thịnh ông đòi tiền, thấy không? Đâu có ai đâu mấy youtuber. Có nên ông Điền ông cái vụ kia khác, nhớ không? Còn cái vụ bên đây của ông Thịnh là không có. Cái vụ bên đây là có kênh YouTube một hàng, điện thoại cho ông Thịnh. Còn ở đây có ai đâu dính. Rồi từ từ để coi, mày ca ngợi chị mày đi, rồi từ từ mày sẽ biết. Thì hôm nay Sơn sẽ quay lại đây để đọc cho cả nhà của mình đó, nghe một cái bài viết của chị Đinh Thị Lan đó, có nói về là tình trạng của chị Hai Bình Dương là như đó, đó đó đó, tao thích mày có nhiêu đó. Nãy giờ anh chờ mày có nhiêu đó. Đọc đi. Để chị Đinh Lan nói về chị Hai Bình Dương, để coi chị Hai Bình Dương là chị nào ha, rồi để đó lên cơ quan chức năng giải thích, hiểu không? Lên cơ quan chức năng giải thích là như thế nào vậy cả nhà. Ừ. Kèm theo đó thì Sơn sẽ mở lại cho cả nhà mình nghe. Đây là một cái bài phóng sự của đài truyền hình quốc gia như cả nhà, chứ không phải là các youtuber đâu. Ừ. Họ đang nói về là cái tình trạng trong suốt thời gian qua, chị Hai đã lên livestream xúc phạm người này, xúc phạm người kia đó. Cái video đó lâu rồi, có mấy thằng dốt như mày á, thấy không? Mày mới không biết. Mày với Hoàng Duy Hùng á, y gán nhau à. Bởi vậy Hoàng Duy Hùng nó đẻ ra một đống con gơi, toàn là cái đám đầu đường xó chợ không. Để quý khán giả nhìn đi, cái trình độ đi. Nhìn cái trình độ mà những người đó bu theo Hoàng Duy Hùng đi, bu theo cái con mắt Ngô Định Gò Bắp đi, cũng là một lũ lâu la không, đầu trộm đuôi cướp không. Đọc đi. Thì họ nói như thế nào về cái tình trạng đó. Ừ. Thì đây trước tiên là Sơn sẽ cho cả nhà mình xem bài viết của chị Đinh Thị Lan trước nha. Ừ. Thì chị Lan của mày á, viết ở trong đây là có tên của bà Nguyễn Phương Hằng rồi, đúng không? Mày đưa bài viết của chị mày lên mày đọc vậy là mày dính bẫy rồi, hiểu chưa? Là mày vi phạm pháp luật rồi.
đâu phải đơn giản đâu. Trời ơi, mày tưởng mày kêu chị hai cái mày chạy khỏi à? Thì chị Đinh Thị Lan là người được cho là có liên quan trong các vụ án dính líu tới bà Hắc. Cho nên những gì mà chị Đinh Thị Lan đưa ra là đều có cơ sở nha, chứ không phải là đặc điều hay là dựng chuyện gì đâu. Đâu có đặc điều dựng chuyện. Chị mày không có đặc điều, không có dựng chuyện gì chứ á. Không đặc điều dựng chuyện bây giờ trốn trong nhà không à. Đó, có đặc điều dựng chuyện hay không là biết, mày nhìn cái cách chị mày trốn trong nhà là biết rồi. Rồi, sao sẽ đọc cái bài viết này để gửi đến cho cả nhà mình. Ở trong này còn có là thư mời nha cả nhà. Còn có thư rồi nè. Đó, cả nhà mình thấy không? Thấy rồi. Đơn gửi cho bà Đinh Thị Chiên đó, bà Đinh Thị Lan đó, cả nhà mình thấy không? Rồi, đọc đi. Rồi. Tình hình công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp giải quyết dứt điểm vụ án của bà Nguyễn Phương Hắc cùng các YouTuber. Đó, Nguyễn Phương Hắc, thấy không? Mã quá cái tên người ta ra Nguyễn Phương Hắc. Rồi đến đó là lên cơ quan chức năng giải thích nha Nguyễn Sơn. Mình đó làm YouTube á, mã quá vậy thôi. Lên cơ quan chức năng đòi cái là khai cả trơn à. Giấy triệu tập đưa đến nhà là xích kem vô mặt rồi, khỏi cần nói nhiều. Vụ đánh bà Đinh Thị Lan nhưng đánh nhầm bà Đinh Thị Chiên được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã nhập vô một vụ để khởi tố thêm một số YouTuber đã cố ý gây thương tích cùng Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Võ Minh Quý, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Quân, Nguyễn Tài Pháp. Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 11 năm 2024 đã phát đi thông báo kêu gọi người dân tố cáo, tố giác tội phạm trên livestream và vu khống làm nhục người khác. Ngoài ra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo các YouTuber không được tuyên truyền, chia sẻ các livestream sai lệch của đối tượng tù cộng cán là bà Nguyễn Phương Hắc. Đó, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Cái bài báo công an thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo là người ta khuyến cáo YouTuber livestream xúc phạm người này người khác. Nhưng mà nó sửa lại cái bài đăng, nó nói là đối tượng cộng cán Nguyễn Phương Hằng. Rồi đưa qua miệng thằng này là đối tượng cộng cán Nguyễn Phương Hắc. Mày đưa cái bài đăng của anh Đinh Lan lên á để mày đọc á là mày dính rồi. Mày khỏi mã quá cái tên. Và trong cái bình luận trên kênh của mày á, ai cũng đều biết mày nói về bà Hằng hết trơn á. Cho nên mày khó chạy khỏi lắm. Mày cứ làm đi, vô tư thoải mái, cứ làm thoải mái vô tư ha. Rồi đến khi đó đối diện với cơ quan chức năng á thì mình biết được mình khai đúng không? À, rồi nghe tiếp đoạn nữa coi. Tôi không nói thẳng tên ra nhưng ai cũng biết công an thành phố Hồ Chí Minh đang nổi đến bà Hắc. Bên phòng BC03 công an tỉnh Bình Dương ngày 7 tháng 11 năm 2024 đã vào công ty của bà Hắc để làm việc với bà Hắc về các buổi livestream ngày 29 tháng 9 năm 2024. Đó, lấy thông tin từ Đinh Lan về đây đọc ha, rồi bắt đầu lên bình luận xuyên tạc, lên xúc phạm mà Hằng ha, rồi để coi nó bình luận như thế nào. Hốt chị hai, đến để làm việc với chị hai. Rồi, vô bình luận ngay. Bình luận ngay sao? Đây là cái tình trạng rất là nguy cấp đối với chị hai Bình Dương. Đó. Chị hai ba ngày nay thì cái đoạn video clip mà các anh áo xanh đã có mặt tại công ty của hai chị hai đó, có rất là nhiều người đã xem rồi, nhưng mà họ không biết là các anh áo xanh đến đó làm gì. Nhiều người thì nói rằng á, đến để hốt chị hai, đến để làm việc với chị hai. Đó, thấy chưa? Tụi bay á, tụi bay dốt cũng vừa vừa thôi. Tụi bay dốt vừa vừa thôi. Bà Hằng á đăng ký hộ khẩu thường trú ở đâu? Số 6 Nguyễn Thông. Đó, ngụ ở đâu? 17 19 Ngô Đức Kế. Người ta đến ngay nhà 17 19 Ngô Đức Kế, người ta đưa thư mời ở đó đó. Không ai khùng đi đến khu du lịch Đại Nam đưa hết chứ. Tụi bay có khùng không? Hả? Tụi bay có khùng, tụi bay cũng khùng vừa vừa thôi. Tờ Phật ơi, công an nào mà đi vô khu du lịch Đại Nam, người ta đi tới cổng, ví dụ tới cổng thôi, đi vô tới khu du lịch Đại Nam mà đi xe điện vô trong nữa, mà đưa thư mời nữa, tụi bay cái đầu tụi bay suy nghĩ nhỏ nhoi quá à. Ghét người ta, không thiện chí người ta, rồi đưa những cái thông tin tầm bậy tầm bạ, xuyên tạc vu khống bịa ra những cái câu chuyện mà để đi lên công kích người ta. Mình thấy mình làm ăn gì thấy xấu xí không? Kiếm được những cái đồng tiền vậy thấy dơ không? Rồi đến khi người ta tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc, rồi lỡ có mời, có triệu tập rồi để lên á, rồi lên đó khóc lóc ỉ ôi lên đăng nỉ lại lục người ta. Mấy ngày nay là quý khán giả thấy kênh YouTube Thông Tin Online nè, thấy không, lên xin lỗi mà còn phải đi lên tới Đại Nam luôn để kiếm bà Hằng luôn.
À, rồi bây giờ là kênh YouTube Hoàng Sáu TV lên xin lỗi là trước đá sau lưng đúng không? Đúng là cái thằng lưu manh nâng cấp là cái thằng Hoàng Sáu TV đó. Rồi từ từ đi, chiều đứa lắm, tụi bay cứ yên tâm. Khi mà có truyền thông báo chí mà đưa thông tin đó, mà chịu tập vài kênh YouTuber đó, là tụi bay sẽ thấy cái cảnh tụi bay là như thế nào nha. Còn thằng Nguyễn Sơn này á, thì tạm thời nói cho quý, chia sẻ cho quý khán giả vài phút thôi. Chứ cái thằng này nó nói chuyện không ra ôn, ra hồn gì cho quý khán giả. Toàn bộ tất cả những thông tin đều bịa ra hết. Và tụi đó đang nhắm đến mục đích cuối cùng là nó ẩn ý, là nó cho rằng là cơ quan chức năng đã khởi tố bà Hằng, đã bắt bà Hằng, đã vào công ty kiểm tra tài sản bà Hằng, nó nói đủ thứ cho quý khán giả. Nó bịa ra rất nhiều cái thông tin. Và đây là những cái đòn đánh, những cái đòn công kích liên tục trực diện vào gia đình của người ta luôn. Như vậy đó quý khán giả, nếu mà không kiềm chế được, không bình tĩnh là dễ gặp rắc rối về vấn đề pháp lý luôn. Và tôi mong gia đình bà Hằng ha, cần có những cái luật sư làm việc gấp rút, khẩn trương đưa đơn đến cơ quan chức năng để xử lý triệt để về những cái vấn đề này, để trả lại một cái sự công bằng cho công ty doanh nghiệp người ta. Rồi thôi, em xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Cảm ơn quý khán giả đã thương và dành cái thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh em. Rất mong quý khán giả xem kênh thì ủng hộ em một like, một nút đăng ký kênh ha, để cho kênh mình nó có sự tương tác và nó phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo. Bye bye.